ngày tiệc tứ phủ trong tháng 1, ngày 6 tháng 1, khánh tiệc cô đôi thượng ngàn, ngày 9 tháng 1, khánh tiệc đức vua cha ngọc hoàng thượng đế và tiệc cửu thiên huyền nữ công chúa, ngày 10 tháng 1, khánh tiệc ông hoàng bát nùng và tiệc quan lớn đệ nhất, ngày 12 tháng 1, khánh tiệc đệ nhất vương cô và tiệc bà chúa kho, ngày 15 tháng 1, đại lễ thượng nguyên, dằm tháng và khánh tiệc tản viên sơn thánh, ngày 17 tháng 1, tiệc cô tân an, ngày 20 tháng 1, ngày nhà trần gia quân. Ngày 19 đến ngày 21 tháng 1 Khánh tiệc tứ vị vua bà tại đền Cần Nghệ An. Ngày 25 tháng 1 Hội đồng Đại lễ Trần Chiêu.